lâu với bạn hôm nay bác sửa mua kẹo Mỹ nha. Kẹo dẻo chua anh. Ở trong bị với ba nè. Mua kẹo gì đây? Đây là kẹo dẻo chua. Thôi. Hai cây thôi. Còn lửa cái khác nữa, còn lửa cái khác nữa. Rồi gấp một cái bỏ vô. Đấy, cây mình ăn rồi. Chua cái này chua chua. Ấy da. Cái cuộn hồi bữa con lột ra đó, nhớ không? À, cái này là chưa ăn. Đúng rồi đó con. Đúng rồi, cái hồi bữa con lột ra đó, con ăn rồi, con không ăn nữa. Kẹo bên đây nè, hàng cây nè, hàng cây này con Giang nha. Con lấy chậu nổ chưa? Chậu nổ đây. Chậu nổ đây. Nè, Hương đây nữa. Hương đây nữa. Chậu nổ đúng không? Đúng rồi. Mua mỗi 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 Hương một bịch đi. Cái này đâu phải nổ. Nổ á. Nổ luôn hả? Bốn loại hả? Thank you.
cái gì vậy?